Rồi, trước mắt các bạn là cái bùng binh ngay chỗ đường số 7 tên lửa. Rồi em mở sinh nhật trái. Cái bùng binh này nó nhỏ, đường mình lớn nhưng mình phải vô, phải mở trái, ngó thẳng, đột dời. Ok, bên trái nhường mình rồi, rồi mình đi. Thì đa số thì theo luật thì các bạn vô các bạn phải nhường bên trái. Nhưng mà tùy theo cũng được, mình vô trước rồi. Trong dòng xiến này mình sẽ ưu tiên hơn. Rồi, ngó thẳng về trước. Nói chung là tùy theo trường hợp thôi, thực tế là nó khác nha các bạn, chứ không phải là giống theo lực này. Các bạn ok thì nhường bên trái, với điều kiện là trái đã vô rồi. Còn mình đã vô trước trái thì bên trái có nhiệm vụ phải nhường mình. Nói chung là mình đã vô trước thì người ta sẽ nhường mình, nhường qua nhường lại tùy theo góc độ à, chứ không phải là áp dụng cái lý thuyết ra cái thực hành. Nó cũng hơi khó chịu chút xíu cho các bạn à, rồi. Đến đó em sẽ quẹo trái để ý cái đèn mình bên phải nha. Có nhiều bạn là mới lấy bằng hoặc các bạn đã bằng lâu năm mà giấu, và nhiều khi có mấy bạn đã lái tốt trong đường thành phố nội ô nhưng mà chưa đi thực tế ngoài đường trường đường dài bao giờ. Thì hôm nay bạn này cũng đã lái ở trong khu dân cư cũng nhiều, trong thành phố cũng nhiều. Bây giờ mình sẽ kèm cho bạn ấy thực tế đường trường như thế nào, đường dài như thế nào. Rồi, em quay trái. Đúng, tốt. Thì các bạn đi trong đường thành phố thì các bạn có kỹ năng là quan sát cực kỳ tốt. Rồi, trả lời lại. Ngó chỉ bên phải. Ok, rồi đi đều. Thì các bạn đã quen cái tầm nhìn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sẽ đi ra đường trường tốc độ cao và quan sát thêm những cái tình huống. Rồi, bây giờ em phải đi là đi đúng giữa làn đường, đi ra ngoài mép ngoài vạch cái đường đó đồng dài. Em cứ đi sát bên mình trái, cái bàn tay trái á, với cái vai trái của em đè lên mặt bàn là đúng nhé. Cái vạch đó có thể là mình sẽ mượn lớn qua chút xíu cũng không sao nha. Rồi, thầy chỉ cho cách canh nè. Em canh ngay chỗ vị trí này, ngay mép cớp của nó là dừng. Rồi, thấy không? Thấy ngay chỗ mép cớp á. Cửa sau lên á. Thấy không? Cái dạng năm cửa thì mình ngay chỗ mép cửa ha. Là xe máy đi vô không lọt thầy. Lọt chứ. Cái đó là vẫn có độ hở nha. Sẽ giờ cao điểm á. Cao điểm là mình sẽ xích lên chút xíu. Rồi, nghiêng qua phải chút xíu thôi. Đúng nha. Rồi, đập ra. Rồi, chống thì đập ra tiếp, mạnh dạng lên. Bên trái có chướng ngại vật bàn qua, thấy chưa? Rồi đi tiếp. À, mấy anh mấy chú lỡ bàn cái gì đó. Rồi tiếp tục đập ra đi em. Có đi vòng thành phố đúng không? Đi chậm rồi đúng không? Rồi bây giờ hãy đi nhanh chút xíu, đi với thầy là phải nhanh chút xíu. Nhanh nhanh cũng sợ. Cái gì đâu, tập mà cứ có thầy ngồi cái bên này lo gì. Rồi mở xin nhanh phải luôn. Đó. Rồi liếc đèn, ok, liếc kiến, đồng thời liếc bên kia ra chữ thẳng nhẹ. Rồi tiếp tục buông thẳng, chống đập ra nhẹ. Đúng, đập ra nhẹ đều. Tốt.
dài em đi dòng xuyến, đi thẳng qua bên đường luôn, vào trái ra phải. Yeah. Vào là xuyến nhanh trái nha các bạn ơi. Rồi mở xuyến nhanh trái, giảm tốc độ, rồi xác định hướng đi, cho xéo xéo qua. Yeah. Rồi ngó trái thẳng, ngó trái thẳng vậy thôi. Đúng, ngó trái thẳng, chống trái thì ngó trước. Đó, các bạn lưu ý nha, vào trái là ngó trái thẳng, ngó trái thẳng. Rồi đến đó em vừa nhớ ra đó em mở xuyến nhanh phải nha. Yeah. Rồi mở xuyến nhanh phải cho thầy. Rồi ngó thẳng phải, ngó thẳng phải vậy thôi, nhường cho anh ta. Xác định hướng đi, nhớ cái đầu xe mình dài nha. Yeah. Rồi đi, xác định hướng đi kìa em, nghiêng vô đúng rồi đi. Không, không sao đâu, em cứ ngó thẳng phải, ngó thẳng phải, em nhích dần dần là nó né. Rồi đập ra. Giờ tiếp tục. Các bạn mới, các bạn sợ dùm xuyến lắm, thấy không? Mới gặp anh công an đứng đó. Công an gì kệ người ta, công an để phân làn đường thôi. Yeah. Mình đi đi đúng mà, phạt cái gì đâu mà. Rồi tiếp tục em. Rồi chân ga đầu. Đó học với mình là cái học với thầy Toàn là ga ga. Yeah. Chân ga. Mặc gì em sướng. Rồi ngó trái bên chú bóp kẹt cái đúng. Nhớ mình phải ngó thẳng và đồng thời liếc cặp mắt mình cái hướng chướng ngại vật á, chiều hướng người ta đi để mình định hướng. Rồi chờ người chờ nên mình đi xéo gì đó em nóng liếc liếc như là trộm. Rồi tiếp tục mạnh dạng lên chung. Giống như các bạn mà đi tốc độ thấp, các bạn quan sát. Rồi mình bây giờ đi với mình sẽ có chiều hướng nâng cao cho các bạn lên. À, tùy theo khả năng các bạn như thế nào, mình sẽ có những các phương án, giáo án để cho các bạn nâng cao hơn. Chứ không có dậm chân tại chỗ nha, học với mình là không có chậm chân tại chỗ. Chừng nào các bạn yếu lắm hay gì đó. Đúng không? Còn học với mình là cũng làm vậy. Đủ trình độ đó mình phải lên một bậc nữa. Rồi đủ trình độ đó mình sẽ bật lên một bậc nữa. Yeah. Các bạn mới lái tốt được. Mấy bạn mới là ra ngoài đường được. Rồi để chứ mà đi bộ tốt mà các bạn cứ bò không lấy gì mà cứng cáp được ha. Còn mấy bạn mà bạo lực quá thì thầy sợ. Không học như vậy với thầy mới sướng, có đạp ra. Dạ, nhớ quan sát hai bên luôn nha. Yeah. Nó có thể vượt đèn đỏ đấy. Hai bên trái phải luôn ha. Rồi hên quá, hôm nay nó không vượt. Chuẩn bị sắp vượt kìa, thấy không? Yeah. Rồi đi tiếp. Thầy đoán trước được. Vừa mới khen này nó. Yeah. Chuẩn bị sắp vượt cái đó, nó vượt sau lưng mình nữa. Rồi tiếp tục. Cái mà mấy bạn mà bằng mới á, thứ nhất là các bạn cái cung đường mới các bạn không biết thì nó sẽ khó hơn cho các bạn. Mấy bạn đã biết được à, nói vậy thôi. À, quẹt trái khi các bạn mà biết được cái đường là các bạn đi nó dễ dàng, giống như mình quen đường. Còn thiếu quẹo phải là phải ngó trái luôn ha. Yeah. Là đủ. Rồi ga lên. Đó, bây giờ mình đang tập cho bạn ấy phản xạ. Rồi thủ thắng. Đúng, cho nó cho sớm. Đang tập cho bạn ấy phản xạ với tốc độ hơi cao chút xíu.
để cho bạn ấy quen quen dần dần, rồi xong từ từ bạn ấy sẽ xử lý những cái tình huống tốc độ cao hơn nữa khi ra quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu. Nó cái cung đường quen thuộc dành cho các bạn luyện lái, bảo đảm một buổi một thôi các bạn sẽ cứng, mình chắc chắn như vậy. Đối với bạn nào yếu thì các bạn nào đã học với mình đã biết, hoặc anh chị nào đã học với mình biết, học với thầy Toàn là cứ ra không à, để cho tập cho các mấy bạn dạng và xử lý cách an toàn trên mọi tình huống, mọi nẻo đường. Còn các bạn mới thì mới có một buổi hai buổi, hay là cái ôm cái vô lăng nó còn ít lắm, thì cái kinh nghiệm các bạn không thể nào mà đủ được so với người mới. Khi các bạn ôm xe nhiều, các bạn sẽ có đúc kết kinh nghiệm nhiều. Còn trước mắt thì các bạn mới lấy bằng, hoặc các bạn bằng lâu thì các bạn chuẩn bị mua xe, hoặc là chuẩn bị các bạn lái xe, hoặc là kinh doanh, hay là mình đi làm mướn, hay là chở cho người ta à, giống như mình hồi xưa, thì các bạn phải trao dồi. Có nhiều trường hợp mình đã kèm cho một bạn bị gớt, là gớt gì? Gớt cái phỏng vấn, là chở, là chạy xe cho người khác. Giảm lại. Người ta vượt lên là mình giảm đi. Có chiều hướng ta sẽ cắt đầu vô, em thấy không? Đó, cái đó kinh nghiệm cho mình ha, mới là mình không biết. Nhớ nha, khi người ta di chuyển vượt mình lên là người ta sẽ cắt vô, thì các bạn phải giảm thòng chân gà lại, không đập ga nữa. Rồi em đi theo xe đó luôn nha. Nhìn nó đi. Nhìn học thầy mới biết giảm lại chứ không có. Đúng rồi, thực tế nó khác. Rồi lúc này em phải để ý cái chiều cao ha. Đúng, tốt. Rồi quên cái xi nhan đúng không? Dạ. Rồi không sao, đi đi. Rồi ở đây thì mình sẽ đi đúng làn đường của mình rồi, nhưng mà con cái các bạn phải bóp kèn cái. Rồi lý do có nhiều người đi ngược chiều vậy thôi. Rồi chả đó, rồi ra lên cặp mé phải để chi, để mình quẹo trái đúng không? Yeah. Giống như đường hẹp vuông góc vậy đó. Tiếng bấm lưng lùi bấm bụng, nói chung là quẹo trái thì âm sát phải, quẹo phải âm sát trái. Từ từ thấy bánh sao không? Yeah. Rồi trả lại à, rồi đi các bạn á, các bạn để ý nha, các bạn thấy là các bạn cứ đánh cái phần đầu đi, nhưng mà các bạn không để ý cái phần sau, lấy cho xe mình dài. Yeah. Thấy chưa? Yeah. Giống như ôm cua vô vách tường đi, cái đầu qua cái thân mình qua, nhưng mà cái đuôi ở lại, thấy không? Nãy em đánh á, nếu em để thòng đừng đánh nữa thì nó sẽ đẹp luôn. Rồi đi tiếp, đánh nhiều quá thì cái đuôi xe mình nó quật vô, nó leo lên lại. Rồi em đi thẳng xéo ra ngoài Võng Kiệt luôn nha. Rồi xác định hướng đi cái đã, đi thẳng không, đi xéo cả, giảm lại ngó bên trái, mình sẽ đi ra ngoài kia luôn, không đi chung với xe máy nha. Rồi cứ ngó trước, rồi liếc bên kia coi có xe xuống không? Không, di chuyển ra, đi vô làng. Các bạn nhập làng á, các bạn nhớ nè, nhập cái làng đầu tiên của mình đi vô, rồi từ từ các bạn mới ra ngoài làng bên kia nha, chứ không phải là các bạn cứ éo đi thẳng ra tới bên kia là tới công chuyện. Yeah. Thấy không, nhập làng như vậy đó, phải mượn làng trong rồi xong mới ra làng ngoài. Các bạn đừng có mò lên có chiều hướng, chừng nào là anh em là chạy tốt bên trái trống thì ta mới nhập làng, xéo xéo dần dần ra hết luôn. Yeah. Thấy không, nhớ nha mấy bạn mới á, các bạn lưu ý về phần đó. Rồi dưới đường 60 alo thầy Toàn nghe. Có đăng ký học B2 đúng không, của trường khác rồi đúng chưa? Rồi bây giờ nôn nóng đúng không, nôn nóng muốn đi sớm thì có nói mình liên hệ bên trường, em cứ liên hệ bên trường, chứ tự nhiên mình rút hồ sơ cái mình đi đăng ký chỗ khác mình tốn lại tự động là đâu được đúng không, tự nhiên mình tốn tiền và mình, và đặc biệt luôn là cũng không có thi sớm, cũng là trên 6 tháng. Bây giờ thầy chỉ cho bạn nè, bạn liên hệ với cái trường của mình,
nói cái hồ sơ của tôi đã đăng ký rồi, cho giờ cái thời gian đó thì bao nhiêu à, cho tôi thời gian thi. Còn hơi là nhiều khi mình đăng ký vô cái trường ảo, trường ma này nọ thì cái hồ sơ bị khống là nó không có thi. Mình phải hỏi bên đó, đó coi hỏi thi với sao mấy năm trời chưa thi, 20 hả? 2 năm rồi đúng không? Giờ bây giờ thì bạn cứ hỏi bên trường có của mình đăng ký trước á, đọc hồ sơ á, hỏi rồi sao cái thời gian của tôi thi lâu quá vậy? Đó, chừng nào thi? Đó, chứ mình đừng có đăng ký chỗ khác nữa. Đăng ký chỗ khác là mình sẽ bị mất cái thời gian phải đăng ký lại từ đầu, và đóng là đóng lại từ đầu luôn thì nó mất tốn tiền của mình nha. Đó. Được cái đó lên đi chiến thắng đó, cái bấm vô cái mạng đi cái đổi bằng quốc tế này nọ ở đâu thì mình lên cho nó mình đổi, hình như nó có dịch vụ này nọ các kiểu. Có thể không, nhưng mà có một cái bấm lên mạng đi, hình như mạng sẽ sắp xếp cho mình, cho ta chỉ giờ rõ ràng cho mình luôn tục như thế nào nha. Còn mà nó có dịch vụ luôn thì kêu ảnh bên nước ngoài á, kêu ảnh đổi bằng Việt Nam để mình chạy á, quốc tế đổi bằng Việt Nam lại thì cái mình liên hệ bên đó thì mình nói lên, hỏi lên Google Maps người ta sẽ chỉ cho. Biết rồi. Được rồi, vậy thôi nha. Nôn nóng rồi học không cũng 2 năm cũng hơi lâu. Mấy bạn nhiều khi có mấy bạn cái phần mà thi cái sạch đó bạn ha, thì do dịch này nó kéo dài, nhưng mà con cái hiện tại giờ nghe bạn này nói là cũng khoảng 2 năm rồi, tháng 10 năm 20 thì cũng hơi lâu à. Ở đó thì các bạn phải hỏi lại, bạn nào thì lâu các bạn hỏi về trung tâm của mình nha các bạn ha. Đó rồi, đặc biệt nữa có nhiều bạn là mình nói thẳng luôn ha, các bạn muốn học lái xe đúng không, nhất cự ly mình nói thẳng luôn cho bạn nha. Có nhiều mấy bạn là đăng ký mình không nhận, mình nói thẳng một câu luôn, mình dịch vụ mà, nhưng mà có cái là mình dạy lái xe thì mình cũng phải cũng muốn hồ sơ đúng không. Nhưng mà các bạn ở xa thì có nhiều bạn đã gọi mình rồi, cái clip này mình nói luôn, ở Bình Dương này nọ em dưới đăng ký Bình Dương học đúng không, ở đăng ký với Bình Thường ở Long Thành, đăng ký Hải Vương bên ở dưới Bà Rịa học, nó đơn giản thôi, ở dưới tỉnh đúng không, đăng ký dưới tỉnh học, chứ đâu cần thiết phải lên đây học. Các bạn xa quá, các bạn đi tới đi lui cái thời gian các bạn nó không có, các bạn đi tới đi lui quãng đường xa các bạn đi học sao được, nhất cự ly vậy thôi, gần chỗ nào mình học chỗ đó. Và đặc biệt các bạn cứ hỏi giá thì giá nó phải để trên nền theo cái dịch vụ của người ta. Thứ nhất các bạn hỏi cho mình học là 1.1 hay sao, hay là học có chung trại với ai hay không, và xe như thế nào, và thời gian có linh hoạt hay không. Đó, các bạn lưu ý giùm mình nha. Nhiều khi các bạn thấy nó rẻ hơn, nhưng mà các bạn đăng ký vô rồi 1.4 là 4 người trên một xe hoặc 5 người trên một xe. Đó, thời gian các bạn học sẽ lâu. Các bạn tưởng học thời gian nhiều đúng không? Có đâu, các bạn ngồi đợi lâu đó. Rồi, thứ hai, dịch vụ như thế nào, tùy theo các bạn, thì tiền nào của nấy các bạn ơi. Các bạn đừng có ham rẻ quá, nhiều khi ham rẻ quá người ta lừa gạt các bạn. Thứ nhất có nhiều trường hợp là ham rẻ quá, đóng tiền trước cuối cùng ôm luôn, hồ sơ khống là không có thi, bị lừa gạt rất nhiều. Và đặc biệt nữa trên Facebook quá trời, thấy cái gì đâu học cũng 3 triệu mấy 4 triệu bao trọn gói các kiểu bao đậu. Mình nói thẳng cho các bạn luôn, nhiều khi mình nói mình tẹt cũng bao đậu là sao. Có nhiều bạn hỏi thầy ơi bên bến có bao đậu không. Trời ơi, tôi giải thích cho bao đậu nè. Các bạn thi á, các bạn học giỏi cái nào giỏi, các bạn chạy tốt, nhưng mà tâm lý các bạn không vững, các bạn vô thi các bạn gớp, đúng không? Chứ đừng nói mà đậu 100%. Trời ơi, nhiều khi học viên tôi cứng lắm á, 10 người luôn á, cứng ngắc luôn. Nó tôi thế nào ông này cũng đậu, ông này cũng chạy dữ lắm, vậy mà ông cuối cùng là ông nó không gớp. Một là ông ẩu, hai là ông bị tâm lý à. Rồi, không nói trước được. Thì bao đậu là sao, là gớt rồi đăng ký là thi lại, thi chừng nào đậu thôi, gọi là bao đậu. Các bạn hiểu được cái vấn đề này chưa? Rồi, ôi đó, mình giải thích luôn, thấy không? Rồi, một xe bị bắt bên đó. Lý do cái quãng đường bên đó thì
tí cái làn quay đầu á, để đi thẳng các bạn phía bắc ngay chỗ hai thượng lớn ông á. Đó, bạn này đang lái tốt, giờ nãy giờ bạn lái tốt mình cũng ít chỉ cho bạn, cái nào sai thì mình sẽ chỉ thêm, còn cái nào bạn nào chưa học thì mình sẽ chỉ tiếp cho các bạn nâng cao kỹ năng lái. Đó đúng rồi, ngày bên này sao người ta bắt không ngang bắt rồi đây? Bắt là do đi hướng từ bên kia, ở làng trong nó có hai làng, một làng quay đầu, một làng đi thẳng của trong xe gắn máy, chứ không phải ở ngoài đó nha, ở ngoài đó ít bị bắt lắm. Trong xe máy ở trong luôn, tút ở trong kia bên kia là xe máy, là bắt buộc em đi ô tô em phải đi chung với xe máy em mới được đi thẳng ra ngoài đây. Em mà đi làng ô tô mà để quay đầu á, em đi thẳng ra đây rồi bắt. Vậy thôi, mình đã có nói những cái clip TikTok hoặc clip kia rất nhiều nha, các bạn chú ý nha. Trên đại lộ Quảng Kiệt đi làng xe máy mới được rẽ phải đúng không? Đúng rồi, giống như em đi qua cái làng bên đó đó mà em đi thẳng rồi bắt. Vậy thôi, cái làng mà quay trái nè, thấy không? Chứ quay đầu đó các bạn lưu ý nha. Giờ mới biết đúng không? Từ sẽ biết nó nhiều lắm. Đó, giống như bạn này rồi, cái bạch vàng ở dưới nó biết gì không? Biết gì không? Không biết luôn không? Rồi bây giờ các bạn thấy đi ngoài đường hoặc là ngã tư này nọ, các bạn để ý với mình, nó sẽ có một chéo hình chữ nhật, cái đó là bạch cấm dừng trong giao lộ, là khi các bạn đã lọt vô đó là các bạn phải đi luôn, cho dù các bạn lọt vô đó rồi các bạn phải bắt buộc đi chứ không đậu ngay đó, không đậu dừng ngay đó nha. Còn khi các bạn chưa vô đó thì các bạn đậu ngay chỗ ngoài mép ngoài ô vuông chữ nhật đó, nhớ nha. Bây giờ mới học thêm đúng không? Đó. Rồi ở đây nữa có những cái biển báo hướng dẫn cho các bạn ha, các bạn đi đó, bây giờ chuyển làn đúng không, nãy giờ mình đi thẳng đúng không, bây giờ chút xíu thầy chỉ cách chuyển làn. Rồi ở đây nó không có tín hiệu dây đâu, không, dây nó nằm trong à. Hồi bữa thầy đi đây là cái lỗi đèn mắc cười lắm, bữa thầy đi đây nó đèn xanh hoài luôn, rồi thầy đi qua mấy ông xe máy ngó giờ lỗi đèn cho biết vậy là thầy vừa bên đó. Rồi không, nhưng mà mình vẫn đúng đèn nó vẫn hiện đèn xanh, mình đi thôi là sao bắt được, tại do cái đèn nó do đèn lỗi. Rồi giảm đi, giảm lại, giảm lại, em không cần ở đây thấy đích người ta đỏ mà ở trên kia đèn xanh đèn đỏ rồi, thấy không? Giữ khoảng cách. Nó học lái xe nhiều cái để học, các bạn nên đi thực tế, các bạn sẽ học nhiều hơn nhiều, đặc biệt thực tế nó hay hơn rất nhiều luôn các bạn. Có nhiều bạn nói em coi cái bài ghép dọc của thầy, ghép ngang của thầy nhiều lắm đó, nhưng mà em muốn thực tế ngoài, nói chỉ có lên thực tế có nhớ bài là cái vô cái kịch xong ra bỏ thầy luôn. Thầy hết giá trị là dùng. Dạ, tiếp tục, cái vạch liền là không được di chuyển bên đó nha. Rồi tiếp tục, giảm lại, em giảm lại, nhường cảnh sát cơ động, nhường cho những cái xe không. Giờ đi tiếp. Xe làm nhiệm vụ không có người đó đâu có làm nhiệm vụ đâu mà chạy trong cũng ẩu, không có phát tín hiệu ưu tiên chung xe máy, xe máy nó đông rồi. Rồi thôi mình xin kết thúc video clip đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bạn nào đã coi video clip mình chưa đăng ký kênh, các bạn nhớ cho mình một lượt đăng ký và một like nha. Chào tạm biệt mọi người.